Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục review cho anh em. Mình sẽ review con Lewandowski Top S trong Bundesliga nha anh em. Đây, nó là kêu sốc tinh anh em. Nhìn sơ qua chỉ số thì khá ngon anh em. Đó là nhược điểm nè. Sức mạnh nè, chọn vị trí nè. Sự đi banh là khá tốt anh em. Đấy, phản ứng nhanh nữa. Ấn đầu cũng khá ok anh em. Do cái file con 101 của mình nó bị lỗi anh em nên phải dùng con 98 cho con anh em con chỉ số nha. Hay thông cảm nha. Ok anh em, thì nhìn sơ chỉ số thì khá ok anh em. Nó cả 1m85 nè. Nó có cái solid layer nè. Người chơi đánh nè. Finish shot, sút kỹ thuật và outside hook shot là sút bóng ngoài. Nhìn chung á, còn Lewandowski này rất là ngon nha anh em. Chỉ có điều trên 4/5 thôi, nhưng mà đá rất hay anh em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô mình trải nghiệm đó nha. Mình sẽ bình luận cho em một trận đấu và một số tình huống highlight trận đấu khác cho anh em để xem đá như nào nha anh em. Ok anh em. Bây giờ mình sẽ đá trận đấu đầu tiên cho anh em xem. Như nào đây? Đó. Thì cái video mà cái con 101 mình coi tỷ số anh em nó bị lỗi rồi nên mình coi tỷ số con 198 cho anh em đỡ ha. Khi up lên 101 rồi anh em. Đó. Ok anh em, giờ trận đấu bắt đầu nha. Nói chung là con Lewandowski này mình rất là hài lòng với nó. Từ cái bản top y anh em. Chứ mà top y là đá khá ngon rồi. Tại vì tốc độ nó hơi chậm thôi. Đội tấn công. Nhưng mà mọi thứ khác thì ok anh em. Coi như là tốc độ nó không đang vừa phải thôi. Những thứ khác như là dứt điểm nè, đánh đầu nè, nó chọn vị trí là khá ok luôn đó. Nguy hiểm. Jorginho không được. Các bạn là những pha tấn công Epson mình ngay từ đầu rồi, nguy hiểm quá. Một pha đúng túng, nguy hiểm. Schuller. Còn Schuller này khá chậm chạp anh em. Plum. Đập này. Hay lắm, Plum không được rồi. Một pha dưới hợp giữa Napri và Philip Lam nhưng không thành công rồi. Từ đầu trận vô bây giờ đội bạn có những pha tấn công khá là nguy hiểm anh em. Epson thì luôn mới gây chứ. Hay lắm. Ballard không được rồi. Đội bạn phản công. Kimmich. Ballard. Đấy, Lewandowski. Đi banh hay quá Lewandowski. Anh làm gì đấy? Quá đúng. Không được rồi. Một pha đi banh của Lewandowski nhưng không thành công anh em. Đó. Đội bạn tấn công. Hay quá. Phở kia làm gì đấy phở kia. Một vài kèm người khá hay của Philip Lam. Philip Lam icon nha anh em. Mình đang test còn icon này luôn nhưng mà thấy Lewandowski hay quá nên mình review cho anh em luôn. Philip Lam. Snap right. Blood. Hay lắm. Lewandowski. Pha đi banh. Không được rồi. Mất banh rồi. Lewandowski vừa có một pha đi banh nhưng mà không qua được BB rồi. Carrasco. Không được, mất thao đấy bạn rồi. Hay quá. Plum. Napri. Phải đi bàn của Napri. Hay lắm, Lewandowski. Hay lắm, Philip Lam. Một phần khá chấp chạy Philip Lam, mà làm gì đây? Chuyện quá, Lewandowski. Sút. Vào, một pha cứu làm tuyệt vời của Lewandowski anh em. Một pha phối hợp khá hay giữa Napri, Lewandowski và Philip Lam anh em. Philip Lam đã hay quá, chuyện này hay quá anh em. Đây, chuyện quá nào, quá tuyệt vời. Một pha lên tấn công của Philip Lam và chuyền cho Lewandowski ghi bàn 1-0 rồi anh em ơi. Hiệp 1 kết thúc thì số 1-0 rồi. Nói chung là hiệp 1 thì Lewandowski chỉ có một tình huống ghi bàn là đáng chú ý thôi. Một số tình huống đi banh thì cũng không gọi là nổi bật lắm. Để sang hiệp 2 thì coi xem Lewandowski đã thể hiện như thế nào đây. Quan trọng tiền đạo là gì anh em? Dứt điểm, ghi bàn. Đó, quan trọng như thế anh em. Hay lắm. Không được. Phát bàn rồi. Plum. Mắt thao. Napri. Hay quá. Một pha đi bàn của Napri có thể anh em. Napri. Tốc độ. Làm gì đây? Chuyển cho chăng? Chuyển vào. Lewandowski. Ở đâu? Vào. Một cú đúc cho Lewandowski anh em. Một pha chọn vị trí tuyệt vời của Lewandowski. Thay vì anh chạy xuống anh em. Nhưng mà dừng lại anh em. Thấy không? Dừng lại một nhịp. Làm cho hậu vệ hố hàng hết em. Ấy hố hàng lên. Thấy chưa? Lối đà lên. Một pha chọn vị trí chống chạy của Lewandowski rất là hay anh em ơi. 2-0 rồi, một cú đúp cho Lewandowski rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời. Đội bạn vẫn đang lây hoay tìm kiếm đường vào cung thành của mình. Jorginho. Carrasco. Fekir. Coutinho. Fekir. Không được rồi, mất bàn rồi. Kimmich. Plum.
nắp lại. Clip sau mình sẽ review nắp lại cho anh em nha anh em. Nắp lại đáng cay á. Đi bằng khá tốt. Nắp lại. Các bạn rồi. À xin lỗi các bạn rồi. Đấy, là một vài sự đi lúng túng của đội bạn. Nem bên rồi. Ô tư gọi mình là bao trận đấu rồi. Muller thay cho nắp lại anh em ơi. Nó thay tự động anh em, mình không có thay. Nó thay tự động luôn. Muller, Flam, hay lắm. Lewandowski, anh làm gì đây? Đi bắn. Cứa. Không vào. Wow. Bắn vào chân của Lewandowski là khá nguy hiểm anh em. Anh ra chân cái là thật sự là khung thành nó uy hiếp lên. Nhưng mà pha bóng vừa rồi thì đã chật khung thành rồi. Trận đấu này thì mình cảm giác như là đội bạn cũng là đang khá lúng túng trong triển khai tấn công anh em. Không có một pha nào thật sự là nguy hiểm nữa. Đấy, lên bàn khá lúng túng. Có lẽ nhìn như đội hình mình quá khủng nên đội bạn đá không được. Đã rung tay. Tại lại kênh với là hàng khủng không? Đó, quá dữ. Đó. Hay lắm. Vlad. Mathau. Muller. Lại lấy Lewandowski. Sút, không được rồi. Một pha cứu lầm nữa nhưng mà không thành công anh em. Đấy. Một pha phạt góc cuối cùng, có lẽ là cuối cùng anh em ơi, phút 90 rồi. Trận đấu cũng là điểm nhấn chỉ có là Lewandowski khi cú đúp thôi. Chỉ vào. Ăn đâu? Wow, 3-0 rồi. Một pha ăn đầu của hậu vệ của mình. Quá hay anh em ơi. Hậu vệ 98 anh em. Con này tên khá dài. Để có gì mình sẽ review sau này mình đọc tên sau cho anh em. Nên nó dài quá mình chưa kịp đọc tên luôn đó. Đấy, trận đấu kết thúc trận số 3-0 rồi. Quá tuyệt vời. Một cú đúp cho Lewandowski. Quan trọng là gì anh em? Tiền đạo biết ghi bàn anh em. Biết ghi bàn ok. Đây là một số tình huống highlight trận đấu khác nha anh em. Đây. Vlad. Lewandowski. Hay lắm, và đi bắn. Hay quá. Bắn là Lewandowski. Chuyển xuống, đúng rồi. Cú tiếp. Lewandowski. Sút. Bao đấy, một pha phối hợp tuyệt vời. Jukovic và Lewandowski. Quá hay anh em. Đấy, quan trọng thì đã đích đếm anh em, đích đếm ghi bàn thôi. Đó, quá tuyệt vời luôn. Nắp rồi. Hay lắm, Mathau. Quá bắn, tuyệt vời. Chín quá. Nắp rồi. Bắn nắp rồi đi bắn. Tạt vào. Lewandowski. Đánh đầu. Đấy. Ưu điểm của Lewandowski là đánh đầu rất tốt luôn anh em. Chọn vị trí đánh đầu cực tốt luôn. Đó, quá hay luôn. Quá tuyệt vời. Đây một pha nữa. Flam. Hay quá. Một pha đi ông một chút Lam. Đấy, một pha phối hợp giữa Lewandowski và Lam. Vẫn là Lam. Tạt vào. Chỗ. Bắt đầu. Đấy, một pha đầu luôn em tuyệt vời. Lewandowski đó anh em, tuyệt vời không? Nói chung là con này thật là hoàn hảo anh em. Dứt điểm đánh đầu thấy tốt quá anh em ơi. Đấy, một pha đi bàn tuyệt vời của Rapkai. Trời ơi, hay quá vậy. Đi bàn luôn, quá luôn, hay quá. Anh làm gì đây? Lá chuyền qua. Lewandowski chốt vào. Một pha trọng chí tuyệt vời của Lewandowski. Yes. Nói chung mình quá phấn khích anh em. Nói chung là Lewandowski này mình thấy khá hay anh em ơi. Chọn vị trí rất tốt luôn đó. Chạy chỗ khá hay luôn đó. Tuy tốc độ không cao thôi. Đấy. Đây nè. Cứa. Đấy. Đấy vào. Hay chưa anh em. Tuyệt vời. Một pha bóng cứa lòng rất là tuyệt vời. Quá hay luôn anh em ơi. Đây. Một tình huống khác nha anh em. Một pha đi bắn. Chuyển quá. Nắp rồi. Chuyển xuống. Phát được thế. Hay lắm. Lewandowski. Sút trăng, sút vào, góc mày vào luôn em, ghế chưa, góc đó vào là hay lắm anh em, tuyệt vời, ok anh em, đánh giá được Lewandowski cho anh em nha, một con hàng cực kỳ là hay luôn, dứt điểm, đánh đầu, chọn vị trí, quá tuyệt vời, mình chấm con này 10 điểm nha anh em, tính ra mình thấy con này còn hay hơn con Ronaldo nè, Ronaldo mà top S á, thật sự luôn á, chứ chờ cái bạn top S như nào thôi chứ thấy cái bạn top S này đã quá hay rồi. Tuyệt vời anh em, hoàn hảo luôn rồi, một tuyệt đạo hoàn hảo luôn. Vì cái tốc độ là không nhanh lắm thôi, nhưng mà vừa phải. Đấy, ok rồi, đấy, quá tuyệt vời rồi. Đó, anh em là có điều kiện lấy về chơi được quá ngon luôn. Ok anh em, mình kết thúc clip đây nha anh em. Mình thấy hay thì like, share cho mình nha anh em. Anh em nhà chưa đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.